Thiệt tình, tôi không còn cảm tình với anh Phong như lúc trước nữa. Trời, mày nói sao vậy? Đành rằng á là anh Phong tốt, thậm chí là quá tốt nữa kìa. Nhưng mà tôi có cảm giác giống như là ảnh coi thằng Long mới là số 1, còn tôi là số 2 vậy đó. Trời ơi trời, tôi bó tay với bà luôn á. Có đời nào mà mẹ đi ghen với con không? Ai cho con? Ai cho con? Ê, ai cho con? Ai cho con phá bức tranh của mẹ như vậy hả? Sao lại dạy con bằng tay chân như vậy? Con hư thì cho roi cho giọt, nó làm cái gì sai? Dạ, cái đó là cách dạy của ngày xưa, chứ bây giờ mình không thể nào dạy bằng cách này được đâu ba. Anh dạy ngược tôi đó hả? Tôi nói cho anh biết nha, tôi có một đứa con gái thôi, tôi đặt nhiều kỳ vọng vào nó lắm đó. Anh Phong á, chở bé Long trưa nắng đi ngoài phố tìm bà kìa. Mặc kệ hai cha con anh ấy đi. Đành rằng á là tôi sống với sự bảo trợ của anh ấy, nhưng mà không phải vì vậy á mà muốn bắt nạt tôi là được. Con gái đối với họ hàng nhà anh á chỉ là số 0, huống chi em chỉ là con dâu. Anh với bé Long á quan trọng hơn em gấp 10 lần nữa kìa. Ba ơi, vậy là bà nào không về với mình nữa phải không ba? Con là Phạm Nguyễn Long, hứa sẽ ngoan học giỏi và có hiếu với ba mẹ nữa. Trước giờ anh vẫn rất tự hào với đám bạn của anh. Anh có một người vợ vừa trí thức vừa xinh đẹp như em. Anh niềm tự hào của anh về em không bằng nỗi khát khao có con trong lòng của anh, đúng không? Nếu như anh quá nóng vội, chúng ta chia tay đi. Ba đâu rồi mẹ? Ba bận việc cho nên mẹ đi đón con nè. Ba nói nhất định ba sẽ đến mà. Tại sao con không nghe lời mẹ? Ba đi đón con kìa. Trời ơi, Long. Bé Long. Long ơi, con sao vậy? Trời ơi, Bé Long. Bé Long. Bé Long. Long ơi. Là em tới đón. Vậy thì anh tới đó làm gì vậy? Tại nóng ruột quá. Anh nghĩ sao vậy? Nó cũng là con em mà. Bộ em không đủ sức đưa đón con đi hả? Không, tại nói vậy thôi. Tất nhiên là em thừa khả năng lo cho con rồi. Nhưng mà khi nãy em cũng nên giữ chặt với Long lại, đừng có cho nó chạy ra đường chứ. Anh bỏ ngay cái kiểu mà ám chỉ em đi. Anh định là trút hết trách nhiệm này vô em đó hả? Không có phải. Không ai á mà cướp giật bé Long của anh đâu. Em nói cái gì vậy? Bé Long cũng là con của em mà. Bác sĩ ơi, con tôi sao rồi? Em con tôi sao rồi bác sĩ? À, thằng bé không có vấn đề gì hết, chỉ bị trầy xước ngoài da thôi và bị mất ít máu. Anh sẽ để mắt tới nó. Dạ, cảm ơn bác sĩ nha. Cảm ơn bác sĩ. Tôi đi nha. Bác sĩ à? Lâu ngày chúng ta không gặp. Thật ra anh muốn gặp em để bàn một chút chuyện. Ngay bây giờ à? Em lên lầu quẹo phải, anh đợi em ở đó. Em à, bác sĩ nói là bé Long không sao hết. Anh ở đây ngồi chờ bé Long nha. Em đi công chuyện chút. Em à, nhưng mà bác sĩ đã nói không sao rồi mà anh. Anh nhận ra bác sĩ Định là người mềm dắt chổi, được đuổi năm xưa, có đúng không? Gặp người quen ở bệnh viện á là may lắm rồi. Thôi em đi đây. Em không ngờ
chúng ta lại gặp nhau ở đây. Thời gian trôi nhanh thật. Bông hoa nhỏ của anh. Còn bây giờ anh cũng đàn ông hơn, chững chạc ra đó. Em thì cũng không già đi chút nào hết. Đúng là gái một con trong một con mắt. À, thằng nhóc của em chắc cũng được 5 tuổi rồi hả? Nó là con của em với ông thầy giáo à? Không lẽ anh muốn gặp em chỉ vì chuyện này à? Điều tra về thằng nhỏ? Ờ, không. Tất nhiên không phải là như vậy. Em là tình cũ. Mà tình cũ thì rất là khó quên. Là dễ giọng dụ dỗ em đó hả? Ngày mốt em đã tốt nghiệp đại học mỹ thuật rồi, không còn là cô bé khờ dại ngày xưa nữa đâu. Anh nhớ điều đó giùm em nha. Chúc mừng cô họa sĩ xinh đẹp. Anh có mối quan hệ với nhiều công ty, anh sẽ tìm một chỗ thích hợp cho em. Cảm ơn anh trước nha. Tình yêu nồng nàn của anh như thế nào rồi? Bữa nay em đúng là người lớn thiệt rồi. Nhưng anh nghe trong gió có mùi gì chua chua chát chát, hơi ghen tuông gì gì đó. Anh cũng công khác mấy, cũng vẫn miệng lưỡi, ai nghe là suối quẩy đó. Em nói vậy làm quan cho anh quá. Quan cái gì? Khai mau, vợ con thế nào rồi? Người ta hỏi mà cứ tìm cách lẩn trốn hoài. Tụi anh đang có rắc rối, cô ấy đòi chia tay. Tại vì anh ra đường ăn dụng phải không? Không, không phải như vậy. Chỉ là cô ấy không muốn sinh con. Tại sao? Nhà cô ấy cứ bắt học, học để thăng tiến. Còn cô ấy sợ sinh con thì sẽ xấu. Vậy thì anh cứ ráng chờ đến khi nào cô ấy muốn. Không được. Nhà của anh hối thúc anh lấy vợ sớm. Mấy năm nay cứ thúc giục anh có con. Không lẽ người đàn ông nào cũng muốn có con để mà nói dòng hả? Nhìn chung là như vậy. Vì con cái luôn là niềm tự hào của đàn ông, và là trách nhiệm đối với gia đình của mình. Nè, nhìn em nhan sắc như vậy, lại tài hoa nữa, em đi lấy một thầy giáo nghèo, phải chăng là hơi phí? Nhưng mà anh ấy yêu em, chung tình và cưng chiều em. Anh sẵn sàng cưng chiều em gấp nhiều lần như vậy. Không tin, anh chỉ được cái miệng thôi. Hơn nữa, về nhà mà chiều vợ đi. Bé Long. Dạ. Uống hết ly sữa rồi học tiếp con. Dạ. Vô đi em. Ê, nè, con. Ê, thôi được rồi con, khỏi cần đứng lên. Con chào cô, con chào cô. À, ngồi đi. Chào con. Sao, chân tay của con đỡ đau chưa? Dạ, con hết đau rồi. Cũng may là xây xát ngoài da thôi. Dạ. Bác sĩ cũng đã chụp CT rồi, không ảnh hưởng gì tới phần đầu hết. Cũng may quá. À, anh, đây là em gái của em. À. Người mà em hay kể với anh là cô bé này đó. À. Nó tên là Minh Nguyệt, nó đang ôn thi vào đại học. À. Dạ, em chào anh. À, mấy hôm trước á, Hà cũng hay nói là có một cô em gái xinh đẹp lắm. Mà đúng là xinh đẹp thiệt.
Cái chuyện mà luyện thi á, nhờ anh luyện giùm nha. Minh Nguyệt, đứng lên làm lễ ra mắt thầy đi em. Dạ. Thôi. Không cần đâu. Tôi lúc nào cũng sẵn sàng hết. Tôi còn nợ Hà nhiều mà. Coi như đây là cơ hội để cho tôi kết sổ nợ đi. Chúng ta là hàng xóm láng giềng với nhau. Cứ gọi tôi là anh là được rồi, cho nó thân mật. Không cần phải thầy trò làm gì cho nó khách sáo. Dạ, cảm ơn anh. Chị hai, anh Phong á, nhìn dễ mến, hiền lành quá ha. Đúng rồi, anh Phong là người tốt, thương vợ, thương con nữa. Mà nè, chị nói với em bao nhiêu lần rồi. Chị hứa là mua quần áo mới cho em mà. Trong thành phố ai cũng ăn mặc đẹp hết á. Em xấu hổ quá. Thì được rồi. Mua quần áo á là chuyện nhỏ, nhưng mà chuyện học á mới là chuyện lớn nè. Chị lo làm gì? Cuối năm nào á em chẳng được học sinh khá. Không được chủ quan, phải hết sức cố gắng mới được. Thời gian á còn rất là ngắn, phải tập trung học mới được. Bây giờ lấy tập vở ra ôn liền đi. Hả? Trời, em mới lên buổi sáng, chưa có tham quan thành phố gì hết. Chị đã bắt em học rồi. Nè, nhà có hai chị em à. Mẹ cực khổ nuôi cho hai chị em mình, mong sao hai chị em mình á không phải làm thuê làm mướn cực nhọc. Thôi, để em đi học đi. Nghe chị than á còn mệt hơn. Vậy thì tốt. Chị nè. Gì? Mà hình như em thấy anh Phong thích chị á. Nè, không được nói bậy nghe chưa. Chị Lan mà biết á là đủ thứ chuyện luôn đó. Sao? Bữa nè em. Thôi, người ta đang học mà chị vô làm mất hứng quá. Ủa, sao quần áo gì mà không xếp cho gọn gàng lại vậy em? Chị coi nè, mấy bộ đồ này cũ hết rồi. Em phải bắt đầu cuộc sống mới từ những bộ váy mới chứ chị. Không phải, là phải bắt đầu từ những nỗ lực mới. Thôi được rồi, nếu như mà hôm nay em mệt á thì thôi nghỉ đi. Chuẩn bị, chị em mình đi shopping. Chị quen thôi chị. Thương chị quá à. Bơi, con Nguyệt qua học nè. Dạ, em chào Nguyệt anh hả? Ngày mai anh sẽ dạy bù cho em nha. Bữa nay anh lu bu nhiều việc lắm, anh còn phải đi chợ, rồi hả lăn vô bếp làm một vài món ăn nữa. Mẹ con tốt nghiệp rồi, ba con nấu ăn mừng mẹ con đó. Dạ, bé làm cái gì cũng biết, giỏi ghê.
Mẹ báo tin cho con biết mà không cho ba biết đó. Long. Dạ. Con không được nói lung tung nghe. Dạ. Nghe chưa? Cảm ơn bé Long nha. Chị Lan không thông báo giờ tốt nghiệp cho anh biết hả? Đâu có. Bé Long á, được mẹ thông báo trước. Về sau Lan cũng nói cho tôi nghe. Tại lu bu quá nên tôi cũng không đến dự lễ tốt nghiệp của Lan nữa. À, ra là vậy. Mà anh đúng là việc ngập đầu đó. Một nách thì là bé Long, rồi còn việc dạy học nè, dạy kèm nè, rồi việc chở búa nữa. Em chưa thấy người đàn ông nào giống như anh hết á. Cô Hà cứ thích nói giỡn. Ra mở cửa đi con. Dạ. Má, con mời cô Hà quá kìa ba. Quà cho mẹ con hả? Bé Long tình ý quá nha, đoán trúng phốc luôn à. Mà con thử đoán coi là cô mua cái gì cho mẹ của con. Con biết rồi. Con biết gì? Nói con nghe thử đi. Đó là một bức tranh. Trời ơi. Hay nhớ. Mà sao Long biết vậy? Thầy, mẹ con là họa sĩ. Mẹ con thích tranh, cho nên mấy cô mua tranh là quà, đúng không? Giỏi quá. Bé Long giỏi thiệt. Bé Long giỏi quá. Hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với cuộc đời của em. Mừng em tốt nghiệp và bắt đầu khởi nghiệp. Vì vậy phải uống cho say, không say không được về. Anh, không được đâu. Em ngồi với anh một tí á, là em phải về rồi. Hai cha con anh ấy đang chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ nhỏ để cho em về đó. Anh đã hẹn với một giám đốc công ty thời trang có tiếng ở thành phố. Một lát nữa ông ta sẽ đến đây. Chắc chắn ông ta sẽ nhận em vô làm. Nhưng mà sao nhanh quá vậy anh? Em chưa kịp chuẩn bị hồ sơ gì hết á. Có anh bảo lãnh rồi, mọi cửa ải sẽ đều qua hết. Cảm ơn anh nha. Dạ mời anh ạ. Chào anh. Chào anh. Giới thiệu với em, đây là anh Hải, giám đốc công ty thời trang Nam Hải. Còn đây là họa sĩ trẻ Thúy Lan. Dạ. Anh chào Lan. Dạ, chào anh ạ. Con đói bụng chưa? Ba lấy cơm cho con ăn trước nghe. Thôi, con đợi mẹ về. Hay là anh thử gọi cho chị đi. Em đang ở đâu vậy? Con nó đói bụng, nó chờ em về nè. Em đang gặp giám đốc công ty để xin việc. Chưa về được đâu, anh và con ăn trước đi. Anh biết rồi. Ba, mẹ về liền phải không ba? Mẹ bận việc rồi. Lan nói là mọi người cứ ăn trước đi. Mấy hai chị em. Mình không đợi chị Lan về sao anh? Bữa tiệc này là của chị Lan mà. Lan còn phải giải quyết một vài chuyện. Mình cứ ăn trước đi. Tôi đã để phần cho cô ấy rồi. Mời hai người. Dạ. Mời đi con. Mọi người tự nhiên nha.
Xin mời. Vô. Tôi phải công nhận một điều á, là cô họa sĩ còn xinh đẹp hơn cả người mẫu nữa. Anh chọc em. Anh Hải đúng là có con mắt tình đời. Mấy cô người mẫu chỉ có chân dài thôi, còn Lan đây có cả một bàn tay tuyệt vời và tài hoa, và thêm một cái đầu đầy ý tưởng sáng tạo. Anh Hải đừng có nghe lời anh Định nói. Anh ấy lúc nào cũng cho em đi máy bay bằng giấy hết á. Công ty của tôi á thật là may mắn nếu mà được Thúy Lan hợp tác trong công ty thời trang của chúng tôi. Anh đồng ý nhận em mà không có cần phỏng vấn hả? Tôi đã thống nhất với anh Định rồi. Một sinh viên tốt nghiệp mỹ thuật loại giỏi, từng được giải thưởng cuộc thi vẽ tài năng khi còn học phổ thông, nhất định sẽ là một họa sĩ năng động và đầy sáng tạo. Cảm ơn anh rất là nhiều. Khi nào em có thể nộp hồ sơ và đến làm việc được ạ? Thứ hai tuần tới đi. Chúng ta sẽ bắt đầu làm việc. Nhưng mà tôi chỉ sợ các cô nhân viên trong công ty của tôi phải đôn đáo đi tìm các loại mỹ phẩm để trang điểm lại nhan sắc, vì hổ thẹn trước sắc đẹp của Thúy Lan đây. Anh chọc em. Vô, vô, xin mời. Dạ, mời anh ạ. Em về rồi hả? Anh vẫn chưa ăn cơm hả? Anh đang chờ em về mà. Em đã nói là không cần phải chờ em về đâu. Em có công việc của mình nữa mà. Chờ anh chút. Anh nè. Tuần tới là em đi làm rồi đó. Vậy hả? Họa sĩ thiết kế mẫu mã thời trang cho một công ty lớn. Chúc mừng em nghe. Mới tốt nghiệp đã có công việc tốt như vậy. Nhờ giao tiếp bạn bè thôi. Từ nay á, anh không có cần phải đi dạy thêm chi cho cực đâu. Rồi thêm cái chuyện ăn cơm nguội nữa, hầm tới hầm lui mệt quá. Không có được, anh còn phải cố gắng một thời gian nữa. Mình vẫn còn mắc nợ ngân hàng mà. Với lại bé Long nó sắp vào lớp 1 rồi, anh phải cố gắng dành dụm tiền để lo cho con được tốt hơn. Em chỉ nói vậy thôi. Sắp tới em có lương á, em sẽ buồn. Thôi được rồi, đi tắm đi. Rồi ra ăn súp. Ăn súp cho nó khỏe. Thôi được rồi, em đi tắm á, rồi em ngủ luôn. Em mệt rồi. Từ ngày con bé họa sĩ đó về hả? Mấy cái mẫu mã của mình bị bỏ thùng rác hết. Đúng là suối quẩy. Nhưng mà tôi thấy mấy cái áo mùa thu của con nhỏ đó cũng đặc biệt đó chứ. Bà có mắt như mù. Một cái mẫu thiết kế á, muốn ăn khách chỉ cần PR là được. PR tốt á thì sao bán cũng được hết đó. Cũng như ca sĩ hát như cọp nhai đậu phộng, quảng cáo ầm ầm cũng biến thành sao thôi. Bà nói cũng phải á. Nhưng cái này á còn tùy thuộc vào sự lựa chọn của đối tác. Kinh doanh khác với giải trí, người ta đâu có điên để mua lại cái dứt đi đem về sản xuất hàng loạt rồi không lẽ thua lỗ làm sao. Nhưng mà hả, tôi ghét con nhỏ đó. Cái mặt cứ hất lên, ngay cả mùi nước hoa của nó tôi cũng không ngửi được. Tôi đồng ý với bà. Bà biết không, mấy cái loại nước hoa nó xài á toàn hàng hiệu không à. Nghe nói chồng của cô ta là thầy giáo nghèo, lấy đâu ra tiền mà mua nước hoa hàng hiệu. Bà ơi, bà đừng có ngây thơ quá. Chồng nghèo nhưng mà lỡ tình nhân giàu thì sao? Nè, bà thấy cái này được không? Đẹp thiệt đó. Cũng đẹp, đẹp quá ha. Tôi mang cái. Thì đẹp. Anh hả?
Ủa, bé Long bệnh hả anh? Anh cũng không rõ nữa. Anh thấy nó sốt nhẹ và hơi mệt. Anh cũng đã cho nó uống thuốc rồi. Anh phải lo cho bé Long. Ngày mai anh sẽ giải bù cho em. Em cứ về nhà làm bài tập đi. Dạ. Vô phòng nằm nghỉ đi con. Anh định... Anh ấy vừa báo mật cho anh. Em là gái một con. Nhưng mà anh thấy là chồng em lại là một ông giáo bình thường. Chuyện này thì em có ghi rõ trong bộ hồ sơ rồi. Em cứ tưởng đờ là chuyện gì bí mật gây gớm lắm á. Anh thú thật là anh vẫn chưa nghiên cứu kỹ hồ sơ của em. Anh cứ nghĩ là Dương Hồng đã mở, nhưng chưa có ai vào chứ. Đàn ông các anh á, miệng lưỡi rất là ngọt ngào. Hèn chi á, phụ nữ tụi em cứ bị dính bẫy. Giống như cây dính chuột á. Em à, trưa nay anh muốn mời em đi dùng cơm với một đối tác lớn. Đó là một giám đốc của công ty cổ phần dẹp may. Chúng ta sẽ bàn về giá cả của hợp đồng. Nè, nên nhớ là nụ cười của em là một lợi thế lớn đó. Lại có chuyện mỹ nhân kế ở trong hợp đồng nữa hả anh? Không có, đây chỉ là vấn đề ngoại giao thôi. Nhưng mà anh nghĩ đàn ông mà nhìn thấy những người phụ nữ xinh đẹp như em á, chắc chắn ai cũng siêu lòng. Và họ bớt trả giá kỳ kèo hơn nữa. Thì ra là vậy. Để em coi thử nha. 39 độ. Độ này là có bệnh rồi đó. Bé Long bị vậy lâu chưa anh? 3 ngày rồi. Không ho, không sổ mũi. Không phải, ý em hỏi á là những cái vết mẩn đỏ vậy nè, nổi như vậy lâu chưa? Có, tôi chỉ nghĩ là nó bị dị ứng thôi. Không phải, bé Long bị sốt xuất huyết đó. Chết rồi. Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Tốt nhất á là phải đưa đi bệnh viện. Anh đừng có lo quá. Theo chỗ em biết á, khi bệnh nhân có biến chứng sốc, xuất huyết tiêu hóa thì mới nguy hiểm. Nhưng tỷ lệ tử vong cũng chỉ 2-3% thôi. Ở nhà anh có cho bé Long uống thuốc hạ sốt chưa? Có. Tôi có cho nó uống aspirin. Giữa sốt xuất huyết á, không thể nào dùng aspirin được. Vì thuốc này làm tăng nguy cơ chảy máu. Chỉ có thể dùng paracetamol thôi. Chết rồi. Vậy làm sao đây? Tôi hại nó rồi. Bé Long á, mới sốt có 3 ngày đã đến bệnh viện rồi thì anh không phải lo quá. Cô Hà có vẻ rành về thuốc men quá. Em có học hệ trung cấp trường đại học y dược về điều dưỡng đa khoa. Nhưng năm sau á, em đậu ngành ngân hàng nên em bỏ. Thì ra là vậy. Chào chị. Tình trạng của cháu sao rồi cô? Anh chờ đi. Cháu nó đang bị trụy tim mạch và bác sĩ đang theo dõi. Không có gì nguy hiểm đâu. Cô Hà, trụy tim mạch.
Là sao vậy cô? Có lẽ anh tính sai ngày rồi. Trẻ em bị sốt xuất huyết á, đến ngày thứ 5, thứ 6 thì có thể xảy ra hiện tượng này. Tim bị trụy và bác sĩ phải làm hô hấp nhân tạo để tim không ngừng đập. Hô hấp nhân tạo? Vậy là nguy rồi. Cô Hà nói đi, bé Long nó có gặp nguy hiểm gì không? Đã có bác sĩ ở một bên rồi thì bé Long sẽ qua khỏi thôi. Nhưng mà tôi vẫn lo có gì sơ suất. Nếu mà trẻ bị trụy tim mạch, không kịp vận động để giữ nhịp đập cho tim á, thì mới nguy hiểm. Alo. Alo, anh đang ở đâu vậy? Anh ơi, em vừa gây tai nạn cho người ta mà em không đủ tiền bồi thường. Anh đem tiền tới cho em đi. Anh đang ở bệnh viện, bé Long nó đang bị trụy tim mạch. Anh không biết phải làm như thế nào nữa nè. Thôi, bây giờ em cứ tự xoay sở với họ đi nghe. Anh không thể nào đi được đâu. Chết rồi, em đang bị người ta giữ chặt ở đây nè. Người ta đòi đưa em đến đồn công an đó. Em cần một ít tiền, anh à. Thôi bây giờ làm vậy, anh sẽ nhờ người khác đem tiền đến cho em, được không? Được, em chờ. Em cứ chờ đi nghe. Trời ơi, lúc này mà lan đụng người ta bị thương nữa. Cô ấy kêu tôi đem tiền đến cho cổ. Thôi, anh ở đây lo cho bé Long đi, để em đi cho. Chắc phải như vậy thôi, chứ không còn cách nào khác. Cảm ơn cô Hà nghe. Trời ơi, đau quá, còn gì là chiếc xe mới của tôi nữa. Làm cái gì mà ngồi đó la vậy? Người ta đã nói là người ta đồng ý đền 3 triệu tiền sửa xe, mà còn tiền thuốc nữa. Nhưng mà tôi cần tiền liền bây giờ, chứ không phải ngồi đây hút bụi với cái chân đâu. Cô định làm gì vậy? Làm gì là gì? Người ta đi gọi điện thoại, được chưa? Đau quá à. Ui da. Trời, cái chân của tôi à. Anh hả? Em gây tai nạn quá. Bây giờ người ta bắt em bồi thường kìa. Chân của tôi đau. Nhưng quá. Mà em không có tiền ở đây. Anh mang tiền đến cho em được không? Sao rồi? Hà có gặp được Lan chưa? Em vừa đến á, thì chị Lan cũng vừa đi. Tên thanh niên bị tai nạn nói á, là có một người đàn ông đi xe hơi đã đến giải quyết mọi chuyện rồi. Vậy à? Chắc là Lan sẽ giận tôi lắm. Anh nói gì kìa vậy? Anh đang lo cho bé Long, làm sao mà trách anh được? Anh coi thường tôi quá vậy? Ngồi ở đây để mặc kệ người khác khinh thường tôi đúng không? Nhưng mà con chúng ta đang cấp cứu. Anh đừng có đẩy đưa hoàn cảnh nữa. Nếu như không vì con thì tôi không có đến đây để nhìn thấy mặt anh đâu. Con đang nằm ở đâu? Ở trong phòng. Từ sau ngày tốt nghiệp đi làm, Lan thay đổi nhiều quá. Em thiệt không có hiểu nổi chị Lan. Con bị bệnh mà chị ấy tới đây trách móc anh thôi à. Lan nói tôi cũng đúng. Vì khi phải lựa chọn giữa hai mẹ con thì tôi đã chọn bé Long. Anh á, còn bé còn là da kéo mổ xẻ của anh nữa. Em chưa quên tội phản bội của anh đâu. Đừng tưởng bở. Thôi mà, anh đã giải thích nhiều lần rồi. Đó là do gia đình thúc bách anh, bắt anh phải môn đăng hộ đối. Đúng rồi, em vừa nghèo, vừa khờ dại chứ gì. Lan. Lan à, em thông cảm cho anh đi. Anh đã nhầm lẫn rồi. Hôn nhân không phải là chuyện muốn đang hộ đối đâu.
Khi nào mà anh giải quyết hết chuyện nhà của anh đi rồi nói chuyện tình cảm với em. Anh nên nhớ, em đang có một gia đình êm ấm và một đứa con trai. Anh đang nghĩ gì vậy? Uống đi anh. Mừng em vừa ký kết được hợp đồng, có một khoản hoa hồng đáng kể. Tối nay em sẽ thanh toán hết luôn. Nè, anh đang nghĩ tới đứa bé. Em nói thật đi, đó là con của ai hả? Con anh chứ con ai. Em không nói đùa chứ. Nó là con của anh à? Là anh. Anh. Nhưng mà giấy tờ là không phải nha. Nó mang họ Phạm, Phạm Nguyễn Long. Không được. Nếu như nó đúng là con của anh thì anh phải giành lại nó. Nó phải thuộc về anh. Lan à, em đi với anh. Hả? Anh. Đi. Anh chạy xe đi đâu vậy? Anh đi gặp bé Long. Trời, anh biết bây giờ mấy giờ chưa? Khuya rồi. Anh nóng ruột quá, anh muốn gặp mặt bé Long. Anh điên quá. Giờ này con đang nằm bệnh viện, bị sốt xuất huyết đó. Sốt xuất huyết? Chuyện không phải đùa đâu, có thể tử vong đó. Con qua cơn nguy hiểm rồi. Mà nè, bé Long bị bệnh, sao em lại đi chơi như vậy? Trời đất ơi, anh còn nói nữa hả? Không phải là tại anh sao? Em nói là em bận á. Thì anh nói là mặc kệ. Trong mắt anh á, em không bằng một đứa con nít nữa. Anh xin lỗi, anh không có ý đó. Anh nóng vội vì sức khỏe của bé Long thôi. Anh lo cho thằng nhỏ có mệnh hệ gì thì... Đứa con quan trọng với anh như vậy đó hả? Đó vừa là trách nhiệm và cũng là quyền lợi của anh. Quyền lợi như thế nào? Em không hiểu. Chuyện dài lắm. Đó là việc riêng trong gia đình của anh. Hôm nào có dịp anh sẽ kể đầu đuôi cho em nghe. Anh chở em về nhà đi. Bé Long đang ở trong bệnh viện với anh Phong. Anh không có qua được đâu. Alo. Alo, em đang ở đâu vậy? Em về nhà chưa? Con sao rồi anh? Con đã qua khỏi cơn nguy rồi. Bây giờ nó đang ngủ. Vậy thì được rồi. Anh nè, anh ở lại chăm sóc con giùm em nha. Em về nhà rồi. Em tắm em đi ngủ đây, mệt quá. Vậy thôi nha. Anh muốn thì cứ dạy dỗ, lo lắng, nuôi nấng một mình. Em đỡ mệt. Last night, I discovered something wonderful. A wake-up call, a way to look at myself and what I really want out of life. Last night? You didn't know? You didn't even suspect that em. You were... Well, no, and of course not. It's always been a secret. Oh. Sao giờ này em không đi ngủ đi? Thức khuya có hại cho nhan sắc lắm đó. Trước giờ em đâu có quen đợi anh về đâu. Hôm nay anh trực tới khuya hả? Không, anh đi gặp bạn của anh uống một chút. Ca mổ bữa nay căng thẳng quá.
Thư giãn với một cô xinh đẹp như vậy, anh hạnh phúc lắm hả? Em cho người theo dõi anh à? Anh là bác sĩ, ra ngoài rượu chè, nhảy nhót gái gú, anh có xem tôi ra gì không? Lại còn hạch sách, muốn biến tôi thành máy đẻ hả? Anh nghĩ đi, đàn ông các anh, có ai có trách nhiệm gì không? Có tử tế hay không? Em à, anh chỉ đến nhảy thôi mà, chứ có làm gì ghê gớm đâu. Tôi biết rõ, không cần giải thích. Từ nhảy nhót để đưa nhau vô khách sạn, chỉ một bước, 30 giây. Em, thôi anh xin lỗi mà, anh sẽ không như vậy nữa đâu. Hả? Em không cần anh xin lỗi xin phải gì hết. Chúng ta khác nhau, không thích hợp sống chung với nhau nữa, chia tay đi. Cái gì? Em... Đây là đơn ly hôn. Em đã ký rồi, anh ký đi. Anh sẽ được hoàn toàn sống theo cách nghĩ của anh. Không có thượng đế nào buộc chúng ta phải sống chung với nhau khi chúng ta đã hết yêu thương nhau. Em à, anh xin lỗi mà, đàn ông tụi anh chỉ ham vui thôi. Còn phụ nữ thì sao? Phụ nữ lúc nào cũng phải nhẫn nhịn hả? Em rất tiếc vì phải lấy anh theo sự thúc ép của gia đình. Em... Còn tôi thì quá ngu ngốc khi lấy một người phụ nữ kiêu hãnh như cô. Giờ anh mới nói hả? Anh thật sự là một tên đàn ông háo sắc, thô thiển. Cô! Anh đang hành động một cách ngu ngốc đó. Một chuyện con cái hả? Anh coi đi. Đây là giấy chứng nhận khả năng đàn ông của anh đó. Anh rất ít khả năng có con. Cô... Anh có bao giờ quan tâm tới tôi đâu. Anh quên mất tôi tốt nghiệp khoa sản hả? Và luận văn thạc sĩ của tôi là những trường hợp vô sinh và hiếm muộn. Chỉ cần một bài test nhỏ thôi, từ lâu tôi đã phát hiện sự thật. Đàn ông các anh bao giờ cũng thích đổ thừa cho phụ nữ, mà không biết nhìn lại bản thân của mình vô dụng. Anh có một đêm để ký vào đơn ly hôn, tôi hết kiên nhẫn rồi.